dân tộc của họ. Ông có hiểu hay chưa? Đố thằng Cộng sản dám dẹp. Hả? Hả? Ông có biết cái chữ freedom and heritage là cái gì không? Cho quý vị xem như tuổi trẻ Việt Nam hiện tại những người chống cộng ở hải ngoại, những mấy cái diễn đàn của họ, để một số người thấy rằng những thành phần chống cộng họ còn khát máu lắm. Nó vẫn là gọi là được cái sự gọi là bảo trợ của tụi Mỹ, những cái quốc gia mà nó cư ngụ, chứ không phải giỡn đâu. Mà này chống cộng ghê lắm. Ông trả lời cho tôi đi, khỏi cần phải trả lời nữa. Bà này chống họ cần phải có nước sạch, một cái môi trường chống mấy chục năm nay rồi đó. Bà này cần cái nhà để ở cho con cái họ có tương lai. Ông có hiểu chưa? Hả? Bà này có cái nick gọi là Hoàng Dung. Nghe chưa? Họ vẫn còn sống trong cái quá khứ. Các bạn thấy bây giờ nó muốn chứng minh nó là thằng cộng sản thập thành theo lời của cái tên là Tạo Cộng, thì bây giờ nó chỉ cần các bạn thấy mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại, nhưng mấy cái tổ chức của nó, có nhiều người ở trong nước họ mơ hồ lắm. Ngay cả những cái cơ quan an ninh Việt Nam cũng vậy, họ không có sống ở hải ngoại và chung đụng vô những cái người Việt và những cái sự cực đoan của họ, nhất là ở trên cái đất Mỹ này, chứ không phải giỡn đâu. Nó còn xuyên tạc chống phá Việt Nam ghê gớm lắm. Bởi vì nó tuyên truyền vào Việt Nam, các bạn thấy nó làm cho những cái người dân mà nhẹ dạ cả tin đó. Bởi tôi về Việt Nam tôi nói các bạn, những cái người dân mà trong cái xã hội mà gọi là lao động phổ thông đó, bị mấy cái tụi này nè, các bạn thấy nó tuyên truyền vào trong đầu óc của họ, cho nên họ quay qua họ bất mãn cơ chế. Các bạn bây giờ khi tôi ra đây tôi phân tích về chuyện mà Mỹ sang Việt Nam ngoại va giao đủ rồi, có nhiều người không hiểu. Mình phải thận trọng, mình yêu nước nhưng mà mình phải thận trọng, các bạn biết, chứ không phải cái gì mình cũng đem lên mạng. Cái mình thấy Mỹ tới Việt Nam cái mình ca ngợi. Mình là một cái thể chế chính trị rất là khác. Còn thằng Mỹ nó là một cái hệ thống chính trị chẳng giống ai cũng. Hết đời tổng thống của nó rồi nó xuống, rồi hết quyền lợi của nó rồi nó goodbye, rồi thằng khác lên rồi thay đổi rồi. Ui, tạp lắm. Bởi vì nó gây ra những cái oán thù trên thế giới này. Các bạn thấy những cái cộng đồng chống cộng của chế độ cũ ở bên Mỹ này, nhất là những cái nhóm công giáo cực đoan này. Bà này cũng là trong cái nhóm công giáo cực đoan này. Về lá. Các bạn thấy khủng khiếp không? Rồi nó xuyên tạc giả mang nữa, mà nó cực đoan. Cả không có ông tổng thống nào dám nói mình là thiên đường cả. Bà này bà ảo tưởng cái sức mạnh và quyền lực của những người chống cộng ở hải ngoại ghê gớm. Dương Bạch Mai, ok, cảm ơn Philip Mai rất là nhiều nha. Mình cảm ơn nhé, đã nhắc nhở cho mình. Là mình rất cần sự giúp đỡ của những anh chị trên này, ok. Cái trí nhớ mình phải thật nhớ. Những cái diễn đàn này là các bạn biết, một số cũng những người Việt ở trong nước á. Những người này là ngày xưa cũng đi theo tụi chống cộng đấy. Bây giờ ra nó mở diễn đàn rồi cái mấy cái băng nhóm, mấy cái người cực đoan này nè, vào bắt đầu tuyên truyền. Các bạn thấy tụi nó tuyên truyền, nó gỉ tay dân Việt Nam trong nước vào đây cũng nhiều lắm á. Các bạn biết, nó cứ đem quá khứ ra nó nhồi nhét rồi những cái nan đề của xã hội. Các bạn thấy trong cái hệ thống tư pháp chính Việt Nam đồ, nó tạo ra cái sự bức xúc cho người dân, rồi bắt đầu người dân họ bất mãn bắt đầu họ đi theo mấy tụi này. họ tiếp tay, họ chống đối nhà nước Việt Nam. Đấy. Nó không có đơn giản đâu quý vị. Có nhiều người lên mạng cứ nghĩ rằng ô, có an ninh Việt Nam, có chính phủ Việt Nam thế này thế nọ. Trời ơi, họ rất là chủ quan. Bởi vậy các bạn thấy lâu lâu Việt Nam có những cái cuộc gọi là nổi loạn của những tổ chức chống cộng ở ngoài, nó về nó ngấm ngầm về lắm. Thôi mình tạm dừng đây.